Tại sao Campuchia lại cho Trung Quốc xây sân bay Mondulkiri ngay sát sườn của Việt Nam? Kính chào quý vị đã quay lại với kênh VIsit TV. Quý vị thân mến, không chỉ là đối tác thương mại hàng đầu, Trung Quốc còn là chủ nợ và là nhà đầu tư mạnh tay vào Campuchia. Đặc biệt, trong suốt thời kỳ tại vị của Thủ tướng Hun Sen, Bắc Kinh đã rót hàng tỷ đô la đầu tư vào các công trình trọng yếu trên khắp quốc gia Đông Nam Á, từ sân bay tới tuyến đường bộ hay cầu cảng quan trọng. Bên cạnh kênh đào Phú Nam Tây Châu đầy tai tiếng cũng do Trung Quốc làm chủ đầu tư, Campuchia còn có với Bắc Kinh một dự án khác là một sân bay ở tỉnh Mondulkiri, giáp biên giới Việt Nam. Tuy nhiên, dù đã được tiến hành nhiều năm, công trình trị giá hàng chục triệu đô này tới nay vẫn chưa hoàn thiện. Hơn thế nữa, thời gian gần đây, nhiều thông tin cho thấy các nhà đầu tư Trung Quốc đang ồ ạt rút lui, để lại hậu quả khôn lường. Vậy lý do nào để các nhà đầu tư Bắc Kinh nhả miếng mồi ngon này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Mondulkiri, hoặc gọi là Ngọc Bài dưới thời nhà Nguyễn, là một tỉnh phía đông của Campuchia, tây giáp tỉnh Krathie, phía bắc giáp tỉnh Ratanakiri, phía đông bắc giáp tỉnh Stung Treng, phía đông và nam giáp các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước của Việt Nam. Thủ phủ là thị trấn Sen Monorom, đơn vị hành chính dưới tỉnh chia làm 4 huyện, một thành phố trực thuộc tỉnh, 21 xã và 98 ấp. Tên gọi của tỉnh có nghĩa là ngọn núi Mandula trong tiếng Khmer. Biểu tượng của tỉnh là bò xám, cũng là quốc thú của Campuchia. Tỉnh này chủ yếu là đồi núi, có 3 thác nước lớn là thác Busra, Sen Monorom và thác Romnea. Dân cư thưa thớt, với 32.477 người trên diện tích 14.288 km². 80% dân số tỉnh này là người Bù Nông, 20% còn lại là người Hoa, người Khmer và người Chăm theo Hồi giáo. Người Bù Nông có nhiều cồng chiêng và ché rượu, được xem như tài sản quý. Ngày nay, do nạn phá rừng ngày càng gia tăng, vào năm 2002, chính phủ Hoàng gia Campuchia đã thành lập các khu vực được bảo vệ với mục đích chính là bảo tồn nguồn gen thực vật và động vật hoang dã. Hiện nay, theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, rừng vòng hổ Mondulkiri là một trong những rừng hoang dã lớn cuối cùng ở châu Á. Vào năm 2019, tỉnh này đã bật đèn xanh cho dự án sân bay Mondulkiri nằm về phía nam của thị trấn Sen Monorom. Theo đó, sân bay này được quy hoạch trên một khu đất rộng 300 hectare, tương đương với khoảng 3 km². Sau này, quy hoạch mở rộng lên 600 hectare. Nó nằm tại xã Sen Monorom, huyện Korong, gần biên giới Việt Nam và có kinh phí hơn 80 triệu đô la. Theo Ban Thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng Campuchia, dự án sân bay ở tỉnh Mondulkiri nằm trong chương trình xây dựng của đất nước nhằm thiết lập các tuyến bay với các trung tâm du lịch của các quốc gia khác trên thế giới và cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho ngành du lịch của đất nước Chùa Thác. Dự án này được chính phủ Campuchia giao cho một công ty Trung Quốc là Power China International Group nghiên cứu và tiến hành xây dựng. Power China International Group cũng là bên thực hiện nhiều dự án lớn tại Campuchia như dự án đường cao tốc Phnom Penh – Sihanoukville và dự án đường cao tốc Phnom Penh – Svirieng. Đánh giá về lợi ích của sân bay đối với sự phát triển của địa phương, tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri khi đó là ông Sang khẳng định đây là sự kỳ vọng của cả lãnh đạo và nhân dân địa phương, bởi vì sân bay này vừa mang lại lợi ích vừa khẳng định thành quả mới của tỉnh. Bên cạnh đó, sau khi nó được hoàn thành, khách du lịch trong nước và quốc tế sẽ đến với tỉnh Mondulkiri nhiều hơn, và tỉnh này là một nơi có rất nhiều tiềm năng du lịch, đồng thời các lĩnh vực khác cũng có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Các nhà quan sát cho biết Mondulkiri là một lựa chọn kỳ lạ cho một sân bay mới trị giá hàng triệu đô la. Giáp biên giới với Việt Nam, khu vực này là một trong những nơi dân cư thưa thớt nhất ở Campuchia. Với thành phố thủ phủ Sen Monorom của tỉnh chỉ có hơn 13.000 cư dân và rất ít điểm thu hút khách du lịch. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi một nhà tài trợ chủ chốt đến từ Trung Quốc đã rút khỏi dự án được công bố lần đầu tiên vào năm 2019. Alvira, nhà sáng lập tổ chức nghiên cứu Diễn đàn Tương lai của Campuchia, nói về dự án Mondulkiri rằng: "Tôi không thấy bất kỳ cơ sở kinh tế nào khác đằng sau nó. Tôi không thấy hy vọng nào về nhu cầu trong nước, về việc khách du lịch đột ngột bay đến. Với việc đầu tư của Bắc Kinh và sáng kiến vành đai và con đường Y đang chậm lại, Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào tháng 2 năm 2024 đã kêu gọi các công ty Trung Quốc đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn khác ở nước này." Theo các nhà quan sát, ngay cả sân bay trị giá 1,1 tỷ đô la được tài trợ theo BRI mới khai trương ở Siem Reap có quy mô gấp 3 lần sân bay cũ và được các công ty Trung Quốc xây dựng theo mô hình tài trợ, xây dựng, vận hành, chuyển giao. vẫn chưa thể thúc đẩy sự tăng trưởng du lịch tương đương với năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19, bất chấp khu vực này là nơi có quần thể đền Angkor Wat nổi tiếng. Cơ sở dữ liệu kinh tế toàn cầu của CEIC báo cáo có 1,66 triệu du khách đến sân bay Siem Reap cũ vào năm 2019. Tỷ lệ các chuyến bay nội địa và quốc tế đã tăng so với năm ngoái nhưng vẫn còn rất thấp. Chỉ có 1,86 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2023 trên cả 3 sân bay chính của Campuchia, bao gồm thủ đô Phnom Penh và vùng ven biển Sihanoukville. Các nhà quan sát nhận định, nếu điểm đến du lịch hàng đầu Siem Reap đang gặp khó khăn, thì có rất ít lý do để lạc quan đối với các sân bay phục vụ những địa điểm xa xôi hơn như Mondulkiri, trừ khi chính phủ Campuchia có thể thực hiện tốt kế hoạch biến nơi đây thành đặc khu kinh tế với khu phức hợp sòng bạc. Tuy nhiên, tờ Nikkei Nhật Bản ngày 23 tháng 2 cho biết, trong những năm qua, một sân bay đã được dự kiến xây dựng ở tỉnh Mondulkiri, Campuchia, nhưng tất cả những gì hiện có chỉ là những cột hàng rào bê tông bắc qua vùng đất nông nghiệp vốn được san phẳng để làm đường băng, mà có thể không bao giờ được xây dựng. Giới quan sát cho rằng, Mondulkiri là một lựa chọn lạ cho một dự án sân bay mới trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Khu vực này nằm giáp biên giới với Việt Nam và là một trong những vùng dân cư thưa thớt nhất ở Campuchia. Trung tâm tỉnh chỉ có hơn 13.000 cư dân và rất ít điểm tham quan du lịch. Khó khăn hơn nữa là một nhà đầu tư lớn của Trung Quốc đã rút khỏi dự án. Công trình chưa hoàn thiện này chỉ là một trong số sân bay ở Campuchia đang trong giai đoạn đình trệ thi công và gặp trục trặc về kinh tế, đặc biệt là sau khi các nhà đầu tư Trung Quốc rút lui trong những năm gần đây. Khi dự án tiến triển chậm chạp, cộng đồng địa phương cho biết họ đã bị buộc phải bỏ đất đai để nhường chỗ cho việc xây dựng. Tôi không thấy bất kỳ nền tảng kinh tế nào khác đằng sau dự án. Alvira, người sáng lập Diễn đàn Tương lai của Tổ chức Tư vấn Campuchia, nói về dự án Mondulkiri: "Tôi không thấy viễn cảnh về nhu cầu trong nước và lượng du khách du lịch đột ngột đổ số đến đây." Khi đầu tư của Bắc Kinh vào sáng kiến vành đai và con đường Y chậm lại, tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong tháng này đã kêu gọi các công ty Trung Quốc đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn khác ở nước này. Quốc gia Đông Nam Á này đã nhận được hàng tỷ đô la cho các dự án từ BRI. Vào năm 2012, Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc đã rút khỏi thỏa thuận trị giá 80 triệu đô la để phát triển sân bay Mondulkiri. Chính quyền Campuchia cho biết họ đang tìm kiếm đối tác tài trợ mới và chính phủ đã ký một thỏa thuận vào tháng 1 với một nhóm các nhà đầu tư để tiến hành nghiên cứu khả thi. Nikkei cho rằng, trong khi các dự án được coi là một cách để thúc đẩy sự phát triển của địa phương, thì những sân bay chưa hoàn thành này lại gây ra bất đồng về đất đai và đầu cơ. Kế hoạch du lịch tổng thể cho tỉnh Mondulkiri dự kiến quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số, nhưng cư dân làng Bunom bản địa sống quanh khu vực cho biết họ bị ảnh hưởng về khả năng tiếp cận các quyền sở hữu đất đai truyền thống. Srevong, một cư dân ở làng Bunom gần khu vực này, cho biết dự án sân bay ảnh hưởng đến nhiều gia đình có đất nằm trong quy hoạch sân bay. Giống như nhiều hàng xóm, ông Vong cho biết ông bị áp lực phải bán phần lớn nông nghiệp trong 7 năm qua để phục vụ dự án xây dựng sân bay rộng 300 ha. Chính quyền cam kết cấp đất mới cho chúng tôi, nhưng thực tế đến nay vẫn chưa có gì xảy ra. Một người dân khác, tên Som Chante cho biết, người phát ngôn Tổng cục Hàng không Dân dụng Campuchia Sinchita cho biết các cơ quan chức năng đang nỗ lực giải quyết các vấn đề của Chante và những người hàng xóm của ông. Những vấn đề xã hội tương tự này đã xuất hiện tại một sân bay được đề xuất trên bãi biển đảo Korong, đảo lớn thứ hai ở Campuchia. Tập đoàn Royal Group và công ty thuộc sở hữu của người Trung Quốc Lan Kangjiang Energy đã đạt được thỏa thuận vào tháng 1 với chính phủ để xúc tiến dự án phát triển sân bay và khu nghỉ dưỡng trị giá 300 triệu đô la vốn bị trì hoãn từ lâu. Công suất của sân bay dự kiến sẽ phục vụ hơn 1/4 triệu hành khách mỗi năm, tập trung vào du lịch cao cấp. Điều đó tùy thuộc vào cảm nhận của các nhà đầu tư. Ông Chita nói về khả năng tồn tại của sân bay: "Chúng tôi chỉ đáp ứng những gì nhà đầu tư tư nhân muốn." Mặc dù hiện nay những dữ liệu về kinh tế của tỉnh Mondulkiri vẫn chưa được công bố rộng rãi, nhưng nhìn chung thì đây là một địa phương chậm phát triển của Campuchia. Hiện đa số người dân bản địa của tỉnh này là nông dân tự cung tự cấp. Họ trồng lúa và các loại nông sản khác như trái cây, cà phê, các loại rau, đồng thời chăn nuôi ở quy mô nhỏ. Bên cạnh đó, họ cũng khai thác các sản phẩm của rừng để cải thiện đời sống. Nơi đây cũng có nghề sản xuất rượu gạo khá phổ biến, là một trong những loại rượu ngon nhất đất nước Chùa Tháp. Ngoài ra, người dân bản địa còn là bán các sản phẩm thủ công như đồ trang sức, khăn quàng cổ và nông lâm sản cho khách du lịch. Tuy nhiên, để cải thiện và phát huy hết tiềm năng, chính phủ Campuchia đã đặt ra kế hoạch đưa tỉnh Mondulkiri trở thành trung tâm phát triển kinh tế xanh, dựa trên tài nguyên thiên nhiên và nền văn hóa phong phú. Trong tầm nhìn phát triển của tỉnh Mondulkiri đến năm 2040, các trụ cột của Mondulkiri cũng đã được xác định. Về nông nghiệp, tỉnh sẽ tập trung vào việc quy hoạch tốt các trang trại quy mô nhỏ, đồng thời phát triển một phần hoặc phát triển hơn nữa đất nông nghiệp trong các khu bảo tồn thiên nhiên, nhằm đảm bảo tính bền vững của môi trường và hệ sinh thái. Bên cạnh đó là duy trì hiện trạng tự nhiên, thúc đẩy phát triển xanh và tái trồng rừng để góp phần giảm phát thải khí nhà kính và mức độ tác động đến biến đổi khí hậu. Hiện nay, cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh này. Theo Sở Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Mondulkiri, tính đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh Mondulkiri có khoảng gần 400 hộ gia đình và một công ty trồng cà phê trên diện tích khoảng 550 ha. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản lượng của tỉnh này luôn ở mức cao, từ đó góp phần ổn định sinh kế cho người dân. Cùng với cà phê, bơ cũng là loại cây được người dân trồng rộng rãi. Mondulkiri là nơi duy nhất ở Campuchia có khí hậu thích hợp để bơ phát triển mạnh. Vụ thu hoạch tại địa phương này thường bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 5 và kéo dài cho đến tháng 8 năm sau. Nếu có dịp đến đây vào thời gian này, bạn sẽ tìm thấy bơ được bán trên tất cả các con đường lớn của Sen Monorum. Bên cạnh đó, chính phủ Campuchia còn xếp Mondulkiri nằm trong tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam để đưa nền kinh tế phát triển sôi động, từ đó góp phần hội nhập với khu vực thông qua việc cung cấp dịch vụ vận tải, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp dựa trên tri thức công nghệ và đổi mới. Ngoài ra, với nguồn quặng đáng kể, tỉnh có thể phát triển ngành khai khoáng và công nghiệp nhẹ, đồng thời cần thúc đẩy thương mại, kỹ thuật số và tận dụng tốt vai trò là cửa ngõ giao thương với Việt Nam. Campuchia cũng kỳ vọng, thông qua quy hoạch tổng thể, có thể đưa tỉnh Mondulkiri trở thành trung tâm du lịch sinh thái quốc tế và kinh tế ở khu vực Đông Bắc, thu hút khoảng 900.000 khách du lịch nước ngoài và hơn 2 triệu khách du lịch trong nước, mang lại doanh thu khoảng 500 triệu đô la cho nhà nước, gián tiếp là 1 tỷ đô la và tạo ra khoảng 80.000 việc làm vào năm 2035, đồng thời biến nó trở thành khu kinh tế thứ tư của Campuchia sau khu kinh tế Sihanoukville, khu kinh tế Phnom Penh và khu kinh tế Siem Reap. Tuy nhiên, sau khi chính phủ Hoàng gia Campuchia công bố kế hoạch phát triển Mondulkiri, nhiều người giàu và doanh nhân lớn đã đổ xô mua bất động sản tại khu vực này, đặc biệt là khu vực xung quanh thủ phủ của tỉnh, biến khu vực bình yên ngày nào trở thành nơi nhan nhản các địa điểm du lịch và resort tự phát. Hạ tầng giao thông của tỉnh Mondulkiri mặc dù đã được cải thiện nhiều, song do là một tỉnh miền núi với điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế, hạ tầng giao thông của địa phương này vẫn chưa phát triển. Trong đó, quốc lộ 76 là tuyến đường huyết mạch giúp kết nối tỉnh Krati với tỉnh Mondulkiri ở phía đông bắc Campuchia. Dự án được tài trợ bởi khoản vay của Trung Quốc nhằm cải thiện tình trạng giao thông kết nối liên vùng ở Campuchia. Bên cạnh đó, để tăng cường khả năng kết nối và phát triển du lịch cho tỉnh này, quốc lộ 76 núi dài cũng được thi công vào năm 2016. Tuyến đường do Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc xây dựng với khoản vay ưu đãi dành cho người mua xuất khẩu do chính phủ Bắc Kinh cung cấp. Nó kéo dài trên địa bàn tỉnh Mondulkiri và tỉnh Ratanakiri ở phía đông bắc Campuchia, đồng thời nối quốc lộ 76 và quốc lộ 78 cùng với quốc lộ 8, cầu sông Mekong và cầu bắc qua sông Tây Mốc, tạo thành mạng lưới đường bộ chính ở phía đông bắc đất nước Chùa Tháp. Các tuyến đường này rất cần thiết cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch sinh thái tại các tỉnh vùng Đông Bắc xa xôi. Nhìn chung, tỉnh Mondulkiri với vẻ đẹp hoang sơ và những tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch và nông nghiệp đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội. Những kế hoạch phát triển đầy tham vọng của chính phủ Hoàng gia Campuchia, từ việc bảo tồn rừng phòng hộ, phát triển nông nghiệp bền vững, đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng, quốc lộ, đổ và sân bay, đều nhằm mong Mondulkiri trở thành một trung tâm kinh tế xanh và du lịch sinh thái quốc tế. Tuy nhiên, sự rút lui của nhà đầu tư Trung Quốc khỏi dự án sân bay đã đặt ra câu hỏi về khả năng hiện thực hóa những giấc mơ này. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của tỉnh, mà còn làm giảm cơ hội thu hút khách du lịch quốc tế và cải thiện đời sống của người dân địa phương. Bất chấp những khó khăn, Mondulkiri vẫn là một vùng đất đầy triển vọng. Sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số và những điểm đến du lịch tuyệt vời như Thác Bao Sura và Thác Chai Tham vẫn là những yếu tố quan trọng để phát triển. Các cộng đồng địa phương, với sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ và chính quyền địa phương, đã và đang nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững. Thung lũng Vao Surum là một minh chứng điển hình cho sự thành công của những nỗ lực này, mang lại không chỉ sự bảo vệ cho các loài voi, mà còn tạo ra việc làm và phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu, Mondulkiri cần có những chiến lược dài hạn và sự hợp tác quốc tế để tiếp tục phát triển bền vững. Việc cân nhắc kỹ lưỡng giữa bảo tồn và phát triển, cùng với khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên và sự tham gia của cộng đồng, sẽ là chìa khóa để tỉnh Mondulkiri vượt qua khó khăn và thực hiện được những mục tiêu đầy tham vọng. Qua đó, Mondulkiri không chỉ là một điểm đến du lịch hấp dẫn, mà còn là một ví dụ điển hình về sự phát triển bền vững ở khu vực Đông Nam Á. Quý vị thân mến, báo cáo của Global Data cho rằng thị trường quốc phòng Việt Nam, mức độ hấp dẫn, cảnh quan cạnh tranh và dự báo đến năm 2029 cho thấy Việt Nam tập trung tăng đầu tư vào hoạt động mua lại và ngân sách hoạt động khác, yêu sách lãnh thổ ở miền Đông và sức mạnh ngày càng tăng của các lực lượng vũ trang Trung Quốc đã thúc đẩy chính phủ Việt Nam tăng cường khả năng quân sự của mình. Theo các chuyên gia Global Data, kế hoạch mua sắm tàu ngầm, hạng trung và tàu ngầm tuần tra là minh chứng cho cam kết của Việt Nam nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và bảo vệ yêu sách lãnh thổ của mình trước bất kỳ hành động ngoài xâm nào trong bối cảnh hiện nay từ Trung Quốc. Việt Nam đang tính đến việc mua máy bay tàng hình thế hệ thứ 5, đó là Su-57 của Nga. Nếu mua, Việt Nam có thể trở thành khách hàng đầu tiên của Nga về mặt hàng này. Ngoài ra, Việt Nam đã mua máy bay huấn luyện IAK-130, dự kiến sẽ mở đường cho việc mua các loại máy bay phản lực tiên tiến của Nga như Su-30S. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam đã gia tăng mỗi năm từ năm 2015, với đà tăng trưởng trung bình 7,2% mỗi năm. Việt Nam đã ký hợp đồng để mua 12 máy bay phản lực huấn luyện L-39 Tiger của hãng Vodochody của Séc và đã được giao đầy đủ vào năm 2024 này. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ. Việt Nam chủ yếu trang bị cho quân đội của mình các vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Việt Nam bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung thông qua việc mua máy bay vận tải của Albert và tiếp nhắc tàu đã qua sử dụng của Hải quân Hàn Quốc và Cảnh sát biển Hoa Kỳ. Mặc dù bỏ tiền đầu tư và đi mua những vũ khí từ những nước hiện đại, Việt Nam hiện nay vẫn đang từng bước phát triển nền công nghiệp quốc phòng cho riêng mình. Tuy nhiên, có hai thế khó mà Việt Nam đang phải đối mặt. Đầu tiên chính là lục quân. Không quân Việt Nam vẫn đang từng bước phát triển. Dù rằng trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tiêu trong việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng bằng việc tự nghiên cứu sản xuất được một số lượng không hề nhỏ các chủng loại vũ khí và khí tài, đặc biệt là với lực lượng trên biển, đứng trước sức ép từ các yêu sách trên Biển Đông của Trung Quốc. Kể từ sau khi sự kiện giàn khoan Hainan 81 năm 2014, đây đã trở thành lực lượng được chăm bấm cực kỳ kỹ lưỡng, đào mọi điều kiện để tăng cường sức mạnh và hiện đại hóa cấp tốc. Chỉ trong có gần 10 năm, lực lượng biển Việt Nam đã xảy những bước dài chưa từng có bằng việc mua, chuyển giao công nghệ và được tặng. Hải quân và Cảnh sát biển của Việt Nam đã có được một lực lượng hùng hậu với các tàu ngầm kilo, tàu tên lửa tấn công nhanh của lớp Monia, tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 379 từ Nga, các tàu như Bohan của Hàn Quốc, tàu Hamilton của Mỹ hay Kibat của Ấn Độ. Đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, Việt Nam đã có thể đóng được hơn 50 loại tàu phục vụ cho mọi đơn vị, mọi nhiệm vụ chiến đấu, như tàu chiến DN-25, tàu pháo TT-400TB, tàu tuần tiễu, cao tốc TT-200, tàu cứu hộ, tàu ngầm Ít Kiều. Thậm chí xa hơn, Việt Nam đã tham vọng sẽ đóng được các tàu chiến với lượng giãn nước là 5.000 tấn. Với những dẫn chứng kể trên, khả năng Việt Nam cho hạ thủy con tàu chiến mơ ước sẽ chỉ là một số 1 triệu. Thế nhưng cũng vì ưu tiên cho hải quân nên lục quân và không quân của Việt Nam vẫn đang phải phát triển từng bước. Với lục quân, thành tiêu lớn nhất hiện đang có là phát triển và tự sản xuất được các loại vũ khí nhỏ mang tính cá nhân và tổ đội thuộc lĩnh vực cơ khí, quang học và điện tử. Chủ yếu là các loại súng trường SVT, súng bắn tỉa SPT-12M1 súng phóng lựu, SPL-40 vân vân, các loại khí tài quang học cho tất cả các loại súng và xe chiến đấu đáng có. Thậm chí tới cả việc trang bị các loại khí tài như binh, nguy trang vẫn còn là vấn đề hết sức nan giải, khi không ít các đơn vị cấp địa phương vẫn chưa được tiếp cận với các bộ quân phục nguy trang đời mới nhất. Việc sản xuất các loại vũ khí có hàm lượng công nghệ cao với các dự án như xe tải hàng nặng, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, XTC-02, tên lửa, NVCM-01 vân vân, hiện mới đang chỉ trong giai đoạn phát triển hoặc cho ra nguyên mẫu. Những thứ như xe tăng, pháo tự hành thì vẫn còn là những điều khá xa vời với nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Mọi nỗ lực của Việt Nam trong những năm qua hiện mới chỉ dừng lại ở mức duy tu, bảo dưỡng hoặc là hiện đại hóa để tích lũy dần kinh nghiệm cho tương lai, có thể tự nghiên cứu và sản xuất về sau. Đáng lo nhất vẫn là không quân, dù đã tích cực tìm mua từ nhiều nguồn khác nhau kể từ những năm 2000 tới nay. Thế nhưng, chừng đó vẫn là chưa đủ để không quân đuổi kịp tốc độ già cỗi của rất nhiều chủng loại máy bay trong trang bị. Dĩ nhiên, dưới đây là đoạn bạn yêu cầu. Liên tiếp các vụ tai nạn có lý do liên quan tới tuổi đời các loại máy bay, như là vụ rơi trực thăng UH-1 vào ngày 28 tháng 5 năm 2015, khiến 4 chiến sĩ hy sinh, hay vụ rơi tiêm kích bom Su-22 rải rác trong các năm 2006, 2009, 2015, 2023 và cả mới đây nhất là 2024. Tất cả đang đặt không quân Việt Nam ở một tình thế là phải hiện đại hóa càng sớm càng tốt. Hiển nhiên, với ngành công nghiệp hàng không vẫn còn đang cực kỳ non trẻ, thì giải pháp đi mua của bên ngoài vẫn sẽ là quốc sách hàng đầu cho việc hiện đại hóa không quân trong những năm tiếp theo. Thứ hai, với tình hình xáo trộn của thị trường vũ khí gặp khó với việc sản xuất nội địa hóa trong nước như đã nêu ở trên, ngay cả việc mua sắm từ nước ngoài hiện Việt Nam cũng đang trong một tình thế cực kỳ khó xử. Trong mấy năm trở lại đây, những xáo động dữ dội trong các mối quan hệ quốc tế như là cuộc chiến giữa Nga, Ukraine, Israel, Hamas ở dải Gaza, tình hình Biển Đỏ, hai chuyện cơm không lành, canh không ngọt giữa Mỹ và Trung Quốc, tất cả đang khiến cho việc mua sắm quốc phòng của Việt Nam rơi vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Vì sao lại nói như vậy? Vì nếu không cẩn thận trong việc lựa chọn đối tác thì có thể dẫn đến việc chúng ta vừa mất tiền oan và kéo theo nhiều lệnh trừng phạt. Chúng ta luôn tự hào rằng Việt Nam trung lập có thể làm bạn bè với tất cả các nước trên thế giới, nhưng tất cả những điều đó đều là sự khéo léo trong cách ứng xử của Việt Nam đối với những mối quan hệ đối lập khác nhau. Ngay cả việc mua vũ khí cho nước nhà cũng phải cực kỳ cẩn thận. Đối với các đối tác truyền thống mà trước này, cụ thể là Nga và Israel, trước đây Việt Nam sở hữu 80% hệ thống vũ khí quốc phòng hệ Nga Xô. Nhưng kể từ năm 2014, khi Nga sát nhập bán đảo Crimea, khiến phương Tây áp lệnh trừng phạt. Hiện tại, cuộc chiến ở Ukraine khiến Mỹ và phương Tây mạnh tay trong việc cố lập Nga, khiến các khoản thanh toán bằng đồng đô la trở nên khó khăn hơn, khiến các hợp đồng vũ khí của Việt Nam và Nga bị ngừng trệ. Nếu hiện tại Việt Nam tiếp tục bỏ qua những lệnh trừng phạt mua các đơn hàng lớn từ Nga hoặc Israel, thì sẽ gặp nhiều chỉ trích trừng phạt lên án. Dưới đây là đoạn bạn yêu cầu. Với việc đang tìm cách bóp nghẹt Nga trên mọi mặt trận, nếu giờ mà Việt Nam rốt đơn hàng với Nga thì chắc chắn là phương Tây sẽ phản đối kịch liệt. Mua của Israel thì chắc chắn là sẽ bị cộng đồng Ả Rập lên án vì đang tiếp sức cho kẻ thù truyền đời của họ. Với việc tiếp xúc và làm chủ hệ thống vũ khí khí tài, thậm chí là cả học thuyết quân sự của cả hai nước trên, những đơn hàng với các nước trên giống như là bài học thuộc lòng cho quân đội Việt Nam. Thế nên, không dễ dàng để Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào những loại vũ khí này để đổi sang một dạng vũ khí mới, bởi nó sẽ vừa mất thời gian để thích nghi và tốn tiền của. Một hướng mới mà Việt Nam có thể tìm đến trong nhóm các bạn hàng truyền thống là Cộng hòa Séc. Kết thừa một nền công nghiệp đồ sộ từ tiềm khác, từng là thành viên của khối quân sự Warsaw, từ năm 1999 đã trở thành thành viên của NATO. Có thể nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Séc như là tổng hợp hài hòa giữa hai hệ Nga và phương Tây mà Việt Nam có thể lựa chọn để học cách kết hợp những loại vũ khí khí tài theo cả hai hệ, là Nga và NATO, sao cho thật hài hòa nhất trong trang bị. Việc ký kết hợp đồng mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu L-39NG vào năm 2021 đã cho thấy rõ tham vọng trên của Việt Nam. Bởi lẽ, L-39 có thiết kế cực kỳ hài hòa giữa bộ khung phát triển từ chiếc L-39A Patriot thời chiến tranh lạnh của Liên Xô và các linh kiện động cơ mới nhất do NATO cung cấp, như là động cơ William FZ-44 ẩm, hệ thống điều khiển điện tử hàng không của tập đoàn STC. Thậm chí, với việc Cộng hòa Séc đang tỏ ra là một trong những thị trường dễ tính bậc nhất thế giới, chúng ta hoàn toàn có thể tính tới chuyện mua giấy phép sản xuất vũ khí của nước này để đi tắt đón đầu những dòng vũ khí mà ta chưa nghiên cứu sản xuất thành công. Thế nhưng, chúng ta lại xuất hiện một rào cản rất lớn, không phải xa lạ gì mà chính là nước Nga. Thực tế, từ trước khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, quan hệ giữa Cộng hòa Séc và Nga bước qua từng ngày lại leo thang căng thẳng. Thái độ ngả dần về phương Tây của Séc. Giữa thời các vị Tổng thống Milos Zeman và hiện tại là Bep Pavel đã khiến Nga nhiều lần nổi giận. Ngày 14 tháng 5 năm 2021, chính phủ Nga tuyên bố Cộng hòa Séc là quốc gia không thân thiện. Hai nước cũng đáp trả lẫn nhau bằng việc đuổi các nhân viên đại sứ quán về nước và biểu tình chống lại lẫn nhau trong những vấn đề như là kỷ niệm ngày chiến thắng fascist, vấn đề Ukraine, vân vân. Dưới đây là đoạn bạn yêu cầu. Thậm chí là vào ngày 22 tháng 11 năm 2023, Tổng thống Cộng hòa Séc còn thay mặt NATO nói Nga là đe dọa lớn nhất ở châu Âu và đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn. Đứng trước những căng thẳng đã một ngày leo thang ở trên, rõ ràng Việt Nam phải rất cẩn trọng trong những hợp tác về sau với Cộng hòa Séc, nếu như không muốn bị Nga cho ngồi chung vào mâm là không thân thiện. Từ đây có lẽ nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao Việt Nam không mua vũ khí của Mỹ? Rõ ràng là ngay từ thời hai nước đang còn đối đầu trên mặt trận, Việt Nam đã có thể sử dụng vũ khí chiến lợi phẩm của Mỹ. Với quan hệ hiện tại thì hai nước lại đang tốt đẹp. Việc Mỹ hiện giờ đang có sức mạnh chi phối chính trị quốc tế theo kiểu nắm đột cực. Mua của Mỹ xét vẹn cả đôi đường, vừa không sợ bị trừng phạt, lại còn gắn kết thêm tình cảm hai nước. Thế nhưng vấn đề không chỉ đơn giản như vậy. Nếu không sợ bị phương Tây trừng phạt, không sợ bị Ả Rập phản đối, Nga cũng chưa chắc có thể làm được gì. Nhưng một nước không liên quan trong vấn đề vũ khí của Việt Nam quan tâm hơn ấy, đó chính là Trung Quốc. Chúng ta không quên rằng, Trung Quốc và Mỹ hiện đang nổ ra một cuộc chiến tranh lạnh cực kỳ gay gắt trên tất cả lĩnh vực, thậm chí là nguy cơ bùng phát chiến tranh nóng, mà đã không ít lần xuất hiện với việc Trung Quốc thường xuyên đe dọa tồn phong của Đài Loan, đồng minh thân cận của Mỹ trên biển Hoa Đông, cũng như đẩy mạnh việc bồi đắp và thâu tóm các đảo bãi cạn, bãi san hô tại Biển Đông. Trong tình trạng như vậy, việc Việt Nam, một nước cực kỳ trọng yếu trong khu vực, nổ đơn hàng có giao dịch đơn hàng với Mỹ thì chẳng khác nào đang đánh một tín hiệu ngầm với Trung Quốc rằng Việt Nam đang về phe Mỹ để chống lại Trung Quốc. Chính Việt Nam chúng ta cũng hiểu rất rõ những hậu quả có thể xảy ra nếu quá thắt chặt quan hệ với Mỹ. Với cái nhìn khách quan, nếu chỉ tính riêng trong lĩnh vực quân sự, các động thái mua sắm và tiếp nhận vũ khí từ Mỹ của Việt Nam đều diễn ra theo một động thái chung là hết sức rè chừng. Chủ yếu thì chúng ta hợp tác với Mỹ chỉ trong lĩnh vực hải quân, khi đặt trên bàn cân sức mạnh 3 tàu Hamilton của cảnh sát biển, thay các trinh sát cơ T-6, T-6, TSN-2 khi kết hợp với tổng thể lực lượng trên biển của Việt Nam, đều chỉ đang ở mức ranh đe trước các lực lượng của Trung Quốc hiện đang có trên Biển Đông, mà trực tiếp là hạm đội Nam Hải tránh đối đầu. Dưới đây là đoạn văn đã được bổ sung dấu câu. Việc tạo ra một sức ép đe dọa nên hạm đội Nam Hải, hay xa hơn là toàn bộ phía Nam Trung Quốc, đó sẽ là kim chỉ nam để Việt Nam liệu cơm gắp mắm trong việc mua sắm quốc phòng với Mỹ. Đây cũng chính là lý do giải thích vì sao đã có nhiều tin đồn, nhưng Việt Nam hiện vẫn chưa chốt hạ là có mua tiêm kích F-16 của Mỹ hay không. Việt Nam đành phải quay sang những lựa chọn an toàn hơn. Nhưng những quốc gia đang nổi trên thị trường xuất khẩu vũ khí là Nam Phi, Ấn Độ, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nhưng sự lựa chọn những quốc gia mới này quả là một canh bạc 50-50. Sở dĩ xem đó là canh bạc là bởi dù rằng trong những năm vừa qua, các nước này đã đạt được những bước tiến thần tốc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Thế nhưng, mối chốt quan trọng nhất đó là thực chiến ngoài chiến trường, thì những vũ khí của nước này đều chưa trải qua những thực nghiệm. Đối với Nhật Bản, công nghiệp quốc phòng của họ phải bắt đầu từ năm 2017 mới quyết định mở cửa thị trường. Đến năm 2020 thì mới xuất khẩu những lô vũ khí đầu tiên. Hàn Quốc thì dù đã và đang rất nhiều đơn hàng kể từ khi chiến tranh Nga và Ukraine bùng nổ, thế nhưng đa phần các đơn hàng này vẫn là bán cho các nước đang đề phòng chiến tranh xảy ra với mình, như là Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, mà vẫn chưa ra chiến trường thực chiến. Đối với Nam Phi thì ngoài khẩu súng phóng liệu, Michael MGL lường danh tới mức Việt Nam đã từng phải mua giấy phép để sản xuất phiên bản nội địa, thì các loại vũ khí khác của họ tuy cũng đã tham gia ở nhiều chiến trường ở trong Phi, thế nhưng vì truyền thông ở đó vẫn chưa phát triển, nên tổng thể thì nền công nghiệp quốc phòng của Nam Phi vẫn là một bí ẩn mà chỉ riêng việc tiếp cận đã rất khó khăn. Có lẽ nhiều duyên hợp nhất trong số 4 nước trên phải kể tới Ấn Độ, và bản thân Việt Nam cũng đã có những hợp tác nhất định, và thậm chí là kể từ năm 2016 đã rộ lên tin đồn Việt Nam bí mật mua tên lửa trong hạm Brahmos của họ. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng vũ khí của Ấn Độ cũng cực kỳ lắm điều tiếng với nhiều lý do như chất lượng kém, như là khẩu súng trường, in sắt, súng thường xuyên bị kẹt đạn và hộp tiếp đạn bằng nhựa trong suốt. Dưới đây là đoạn văn đã được bổ sung dấu câu. Thường bị nứt trong thời tiết lạnh giá hay là thiếu hơn cái này lỗi cái kia so với nguyên gốc khi mua giấy phép sản xuất xe tăng T-90, máy bay Su-30 của Nga. Hoặc là chương trình phát triển xe tăng nội địa. Ấn Độ có mong muốn chính đáng khi độc lập phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực để trở thành cường quốc. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tiễn là con đường gập ghềnh sau 3 thập niên nghiên cứu và chế tạo. Năm 2004, xe tăng này do Ấn Độ độc lập phát triển chính thức được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, ngay lập tức nó trở thành tâm điểm chỉ trích vì muốn kỷ lục thế giới mà không ai muốn. Xe tăng có thời gian phát triển dài nhất, đắt nhất và được chế tạo bởi nhiều quốc gia nhất. Thế nhưng, kết quả đối lại vẫn khiến cho chính các nhà quân sự nước này phải thất vọng. Bỏ nghiên cứu nửa đời người chỉ có thể dừng lại ở việc lắp ráp phần thân chính, giáp bảo vệ, tháp pháo vân vân. Các phần còn lại đều nhập khẩu từ bên nước ngoài. Khi mà các đối tác xảy ra chuyện như với bên hãng mua động cơ MTU của Đức ngay trong tháng 2 vừa qua, thì hoạt động sản xuất của Ấn Độ coi như ngừng trệ. Đứng trước một nền quốc phòng lắm lỗi vặt nhựa trên, nếu như Việt Nam chúng ta mua tên lửa có họ về dùng là thật, thì đã tới lúc chúng ta cũng cần phải lo lắng với việc đã không còn dễ dãi như thời đánh Pháp, đánh Mỹ theo kiểu cứ cái gì bắn được thì sẽ là súng. Súng có lỗi sẽ tự bày mò sửa chữa. Đứng trước hình thái chiến tranh hiện đại với trùng trùng điệp điệp các loại công nghệ tinh vi đi cùng, thì những loại vũ khí mới hoặc là chưa trải qua thực chiến chắc chắn sẽ luôn để lại những mối hoài nghi cho bất cứ đội quân nào, chứ không riêng gì Việt Nam của chúng ta. Bởi vậy, dù trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và 4 nước trên vẫn đang dần một ngày khăng khít, dù Việt Nam có sẵn sàng mua vũ khí, khí tài hay là mua giấy phép chuyển giao công nghệ của họ, thì chắc chắn vẫn sẽ phải tốn một thời gian quan sát, nghiên cứu, ít nhất cũng phải tới 1 đến 2 năm nữa. Ngoài ra, căn cứ theo tình hình hai cuộc chiến tại Ukraine và giải Gaza, có một thực tế đang diễn ra rằng các cường quốc quân sự trên thế giới hiện đang tìm cách để bán tống, bán tháo hết các kho vũ khí. Quý vị thân mến, sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề biển đảo giữa Việt Nam và Campuchia, y vấn đề Phú Quốc và Nam Bộ. Ngày 24 tháng 7, trong phiên họp nội các Campuchia, Thủ tướng nước này Hun Sen tuyên bố rằng ở thời điểm đó, họ đã bỏ rơi đảo Cao Hát Chan, tức đảo Phú Quốc của Việt Nam, và Campuchia Krom, tức người Khmer ở Nam Bộ, Việt Nam, cho Việt Nam. Tôi không thể đòi lại được. Để tìm hiểu tại sao ông Hun Sen lại có câu nói đầy ẩn ý này, tôi xin tóm lược về vị trí địa lý cũng như thực trạng lịch sử và pháp lý các hải đảo trong Vịnh Thái Lan và quá trình xác lập chủ quyền theo đúng nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ mà nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ đã thực hiện để dư luận có thể thấy rõ bản chất của vấn đề ở đây là gì. Vị trí địa lý, Vịnh Thái Lan là một biển nửa kín, diện tích khoảng 300.000 km vuông, giới hạn bởi bờ biển của nước là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Campuchia. Vịnh thông ra Biển Đông bằng một cửa duy nhất ở phía nam được giới hạn bởi mũi Cà Mau, Việt Nam và mũi Chengreno, Malaysia, cách nhau chừng 400 km. Trong vịnh Thái Lan có khoảng 200 đảo, chủ yếu nằm tập trung ở phía đông vịnh, gần bờ biển. Riêng trong vùng biển giữa Việt Nam và Campuchia có trên 100 đảo như Phú Quốc, quần đảo Thủ Chu, đảo Vai, quần đảo Hải Tặc, đảo Phú Dự, Tiên Mới. Phần lớn các đảo đều có diện tích nhỏ, trừ đảo Phú Quốc có diện tích khoảng 600 km vuông, đảo Thổ Chu 10 km vuông, Phú Dự 25 km vuông, Hòn Dừa 6 km vuông. Các đảo còn lại có diện tích từ vài trăm mét vuông đến 1 đến 2 km vuông. Dân cư sống tập trung tại các đảo có nước ngọt, chủ yếu làm nghề trải lưới. Trên đảo Phú Quốc còn có thêm nghề chăn nuôi, trồng cao su, hồ tiêu. Ở các đảo này có đời sống kinh tế riêng, có quá trình phát triển kinh tế, xã hội từ hàng trăm năm nay. Đảo Phú Quốc nằm cách bờ biển tỉnh Kampoch, Campuchia khoảng 14 hải lý, cách bờ biển tỉnh Kiên Giang, Việt Nam khoảng 25 hải lý. Đảo Phú Quốc có đất đai phì nhiêu thuận lợi cho trồng trọt, có rừng bao phủ hầu hết diện tích với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Bờ biển đảo có những cảnh quan kỳ thú và có những bãi tắm hấp dẫn đối với du khách gần xa. Phía nam Phú Quốc là quần đảo An Thới có khoảng trên dưới 20 đảo nhỏ. Trên các đảo này có nhiều núi, mòn cao nhất đến khoảng 641 mét. Ở ven bờ có Hòn Tai, cách bờ biển Campuchia, kép 3 km, rộng 2 km vuông, có nhiều cây cối che phủ, Hòn Tre Nam, Hòn Kiến Vàng, đảo Phú Dự. Đảo Phú Dự cách bờ biển tỉnh Kampoch, Campuchia 0,5 hải lý, diện tích 25 km vuông, nơi cao nhất là 175 mét, có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Phía tây đảo có đồng bằng khá phì nhiêu, phía đông bắc có sông nước ngọt. Ở ngoài khơi có quần đảo Thủ Chu và Polowai. Quần đảo Thủ Chu gồm 8 đảo, quần đảo này nằm xa nhất trong vịnh, cách đảo Phú Quốc chừng 55 hải lý, vần đường hàng hải lại có diện tích từ 10 mét vuông đến 1 km vuông. Dân cư sinh sống chủ yếu ở đảo Thủ Chu làm nghề đánh cá và khai thác rừng. Đảo Polowai cách mũi Tây Bắc Phú Quốc 59 hải lý, gồm hai đảo có diện tích tương đương, cách quần đảo Thủ Chu 45 hải lý. Thực trạng lịch sử và pháp lý giai đoạn trước thế kỷ 18. Từ cuối thế kỷ thứ 17 trở về trước, theo sử sách ghi chép thì vùng Hà Tiên là một nơi ít người sinh sống nằm dọc theo vịnh Thái Lan, đường thông ra biển khơi có nhiều đảo nằm án ngữ và đây chính là hang ổ của bọn cướp biển hoành hành. Vào đầu thế kỷ 18, Mạc Cửu, xuất thân từ một gia đình Trung Quốc quý tộc có quyền thế ở Long Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, do đối lập với nhà Thanh, phải chạy trốn, lánh nạn sang vùng đất hoang vu này. Lúc đầu, Mạc Cửu xin thần phục Campuchia và được Vương triều U Đông phong cho tước vị quan trọng trong Vương triều. Nhưng nhận thấy trong Vương triều Campuchia có sự kèn cựa, ghen tị với vị trí của ông, nên Mạc Cửu đã chọn lập nghiệp tại một nơi sau này có thể cho ông quyền độc lập. Đó là Hà Tiên, một vùng đất giàu tài nguyên, thích hợp cho khai phá, nằm giữa Lục Chân Lạp với Thủy Chân Lạp, điểm giao thoa của các nguồn lực tiềm năng kinh tế và chính trị. Mạc Cửu được cử làm quan cai trị các khu vực lãnh thổ dọc theo vịnh Siem và bắt đầu khai hoang và phát triển công việc cai trị, mậu dịch trong khu vực đất đai của mình. Người Siem, Thái Lan, do ghen tị trước sự trù phú nhanh chóng đó, đưa quân sang xâm lược. Mạc Cửu và thuộc hạ của ông bị bắt làm tù binh. Trước sự bất lực của nhà cầm quyền Campuchia trong việc bảo vệ mình, sau khi thoát khỏi tù đầy, Mạc Cửu xin tự đặt mình dưới quyền bảo hộ của Việt Nam vào năm 1708, lúc này do các chú Nguyễn nắm quyền bính. Vào thời điểm này, lãnh thổ Hà Tiên gồm các vùng Long Cai, Cần Vọt, Vũng Tôm, Rạch Giá, Cà Mau và đảo Phú Quốc. Vào năm 1735, sau khi ông mất, chú Nguyễn cử Mạc Thiên Tứ là con ông giữ chức quan cai trị. Mạc Thiên Tứ đã đánh bại và giết rất nhiều kẻ cầm đầu giặc cướp và chiếm lại tất cả các đảo kể cả đảo Cô Công vào năm 1767. Các quan lại dân sự và quân sự Việt Nam được cử đến giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ. Từ tình hình nói trên cho thấy, với những biến cố có liên quan đến quyền thụ đắc lãnh thổ Nam Bộ thông qua hành vi xin thần phục, từ bỏ và tiếp nhận giữa Mạc Cửu và Vương triều Campuchia, rồi giữa Mạc Cửu và các chúa Nguyễn Việt Nam đã chứng minh rằng bắt đầu từ năm 1708, vùng lãnh thổ này đã được đặt dưới sự cai quản của nhà nước Việt Nam, không vấp phải sự phản kháng nào từ phía Vương triều Campuchia. Quá trình sáp nhập Hà Tiên và các đảo ngoài khơi gắn bó với vùng đất Hà Tiên vào An Nam là lẽ đương nhiên khi mà vùng đất và các đảo này liên tục phải chống chọi với các cuộc cướp phá của cướp biển từ vịnh Thái Lan, với sự hỗ trợ bằng các cuộc viễn chinh của các tướng lĩnh do chú Nguyễn cử đến. Từ đó, việc sáp nhập Hà Tiên và các đảo phụ thuộc Hà Tiên về với An Nam trở thành yêu cầu cần thiết và hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ đương thời. Giai đoạn từ thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 20, Năm 1825, huyện Hà Tiên sáp nhập vào tỉnh An Biên và đến năm 1832, Hà Tiên được nâng lên thành đơn vị hành chính cấp tỉnh. Năm 1858, lấy lý do vua tứ Đức, hoàng đế Việt Nam, năm 1840 đến năm 1885, ngược đái các đoàn truyền đạo Cơ Đốc, quân đội Pháp đánh chiếm Việt Nam. Việt Nam thua trận, phải ký hiệp ước 1874 nhường cho Pháp 6 tỉnh ở Nam Kỳ, trong đó có tỉnh Hà Tiên, kể cả các đảo thuộc tỉnh này. Thực dân Pháp thiết lập chính quyền thuộc địa ở Nam Kỳ và chính quyền bảo hộ ở Campuchia, trong một thực trạng về phạm vi lãnh thổ là tất cả các đảo trên vùng biển giữa Nam Kỳ và Campuchia đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong bản báo cáo tháng 1 năm 1869, viên thanh tra Pháp Chesses đã viết, ngay cả đảo Phú Dự cách bờ biển Campuchia 0,5 hải lý và đảo Tiên mới cách đảo Phú Dự 1 hải lý cũng đều thuộc một làng Việt Nam. Vì vậy, sau một thời gian khảo sát, ngày 25 tháng 5 năm 1874, Thống đốc Nam Kỳ đã ký nghị định thành lập một quận biển trực thuộc chính quyền Nam Kỳ bao gồm các đảo thuộc trấn Hà Tiên. Ngày 11 tháng 8 năm 1863, Campuchia cũng ký một hiệp ước với Pháp. Theo đó, Pháp bảo đảm việc bảo hộ bằng quân sự nước Campuchia chống mọi cuộc tấn công từ bên ngoài. Một viên khâm sứ được bổ nhiệm bên cạnh vua Campuchia để theo dõi việc thi hành hiệp ước. Về phía mình, vua Campuchia bị ngăn cấm không được có bất kỳ quan hệ nào với các cường quốc bên ngoài nếu không có sự thỏa thuận trước với nước Pháp. Sau đó đẩy nhiệm vụ tiến hành thuận lợi, nhà cầm quyền Pháp quyết định vạch định rõ nước Campuchia và lập một ủy ban Pháp Khmer hỗn hợp có nhiệm vụ nghiên cứu vạch đường biên giới giữa Nam Kỳ và Campuchia và trình bày các kiến nghị của ủy ban lên các cấp cao nhất. Việc vạch đường biên giới sau đó được ấn định dứt khoát tại Công ước 15 tháng 7 năm 1873 giữa vua Nonodom và chuẩn đô đốc Cornelia Lucimier nhân danh Nam Kỳ. Nhưng công ước này không đề cập đến việc quy thuộc các đảo. Cả các ủy ban phân định ranh giới được thành lập vào năm 1910 và năm 1935 cũng không đả động gì tới vấn đề đảo, và đương nhiên cũng không nói gì tới đường biên giới trên biển giữa hai nước. Nhưng vấn đề các đảo đã được giải quyết dứt khoát kể từ hiệp định ngày 15 tháng 3 năm 1874. Ngày 25 tháng 5 năm 1874, 2 tháng sau khi có hiệp ước, chuẩn đô đốc, quyền thống đốc và tổng tư lệnh Jules François-Émile Grand công bố nghị định N.124 tách đảo Phú Quốc và các đảo lân cận khác ra khỏi hạt Hà Tiên để lập thành một quận riêng biệt. Điều 1 của nghị định này và bản đồ mô tả nội dung của điều 1 hiệp định 15 tháng 3 năm 1874 như sau: đảo Phú Quốc và tất cả các đảo nằm giữa kinh tuyến 100 độ Đông và 102 độ Đông và giữa vĩ tuyến 9 độ Bắc và 11 độ 30 Bắc, kể cả quần đảo Nam Du, được tách ra khỏi hạt Hà Tiên và tạo thành một quận riêng biệt, được cai trị như mọi hạt tham vịnh khác của Nam Kỳ. Đây là lần đầu tiên nghị định nói trên nói rõ tính chất của các đảo trước đây đã được An Nam nhượng cho nước Pháp theo hiệp ước hòa bình ký kết giữa hai nước ngày 15 tháng 3 năm 1874. Thực vậy, điều này cho thấy một sự liên tục trong việc cai trị các đảo tiếp đối nhau giữa Pháp và Vương triều An Nam. Sau đó, một nghị định thứ hai ngày 16 tháng 6 năm 1875 lại sáp nhập vào quận Hà Tiên, hạt thăm viện Phú Quốc, do Jacques Marie Duperré, chuẩn đô đốc, thống đốc và tổng tư lệnh ký tên. Như vậy, và kể từ thời điểm nói trên các ranh giới của lãnh thổ Phú Quốc đã được xác định rõ, do đó chúng ta có thể xác định dễ dàng và với tất cả sự chính xác cần thiết danh mục các đảo đã bị Pháp thôn tính khi họ đóng vùng Hạ Nam Kỳ để thi hành Hiệp ước 1874. Trong khi đó, phía Campuchia không có yêu cầu nào đối với bất kỳ đảo nào và chủ quyền của các đảo đã không được nêu ra khi ký Hiệp ước 1907 giữa Pháp và Siem, Thái Lan. Theo đó, đại diện nước Pháp với tư cách là toàn quyền Đông Dương chứ không phải là với danh nghĩa bảo hộ Campuchia, nhường cho Siem, Thái Lan, tất cả các đảo ở phía bắc Bui Lam Lai, kể cả đảo Cao Hát Cút. Về sau, năm 1910, Ủy ban được giao trách nhiệm tiến hành phân định các biên giới Nam Kỳ và Campuchia cũng không nhận được kiến nghị nào của phía Campuchia có liên quan đến việc xác định chủ quyền các đảo. 2. Vấn đề tranh chấp trên vịnh Thái Lan và đường Brévié, lợi ích kinh tế làm nảy sinh tranh chấp chủ quyền các đảo và biên giới trên vịnh Thái Lan giữa Campuchia và Việt Nam chỉ bắt đầu vào năm 1931 khi khâm sứ Pháp ở Campuchia nhận được một đơn xin đặc nhượng một miếng đất trên đảo Cao Hát Tàng. Ngoài ra, ông Phúc Nghê, tỉnh trưởng Hà Tiên, trong vòng không đầy 1 tháng đã nhận được 14 bản khai về chu vi các mỏ khoáng sản liên quan đến các đảo trong vịnh. Các mỏ này có những vỉa rất giàu quặng phốt phát, quặng sắt khiến nhiều nhà thăm dò lưu tâm. Lấy lý do các đảo gần bờ biển Campuchia, khâm sứ Campuchia kiến nghị thống đốc Nam Kỳ giao các đảo đó cho chính quyền Campuchia vì vị trí địa lý của các đảo này gắn bó chúng một cách tự nhiên vào Campuchia là nơi việc giám sát có thể tiến hành tốt hơn do gần nhà đương cục Campuchia. Theo yêu cầu của thống đốc Nam Kỳ, khâm sứ Campuchia bằng thư đã trả lời rằng mặc dầu đã tiến hành tìm kiếm tỉ mỉ vẫn không thể thu thập được các yếu tố nghiêm chỉnh cho phép xác định một cách tuyệt đối các quyền tương ứng của Nam Kỳ và Campuchia đối với các đảo trong Vịnh Siem. Về việc này, ông Khâm sứ Campuchia đưa ra một sơ đồ Vịnh Thái Lan, trong đó có một ranh giới giả định được Phòng Địa bả Campuchia trình bày mà theo ông ta cho rằng có thể tích hợp vì đường ranh giới đó có tính đến vị trí địa lý, các ảnh hưởng tương ứng của Nam Kỳ và của Campuchia và các sắc tộc của vài ngôi làng có các ngư dân định cư tại đó. Đường phân chia đó chạy gần như song song với vĩ tuyến 10 độ 30 ở phía bắc đảo Phú Quốc, có thể cho Campuchia vài hòn đảo gần bờ biển của nước này, đó là các đảo Phú Dự, đảo Tiên Mối và đảo Dừa. Tuy nhiên, phía Campuchia lúc này đã chỉ đưa ra yêu sách đối với nhóm các đảo gần dưới hầm mà không có yêu sách gì về đảo Phú Quốc lẫn nhóm đảo hải tặc hay các đảo ở ngoài biển khơi. Thống đốc Nam Kỳ không chấp nhận kiến nghị nói trên và vấn đề bị treo lại cho đến năm 1936. Khác với cuộc tranh cãi năm 1913, nguồn gốc cuộc tranh chấp trong thời kỳ năm 1936 đến năm 1937 do các lý do về thuế khóa tạo ra. Chính quyền bảo hộ Campuchia lấy lý do thu thuế các ngư dân trong vùng nêu ra việc cần thiết phải giải quyết dứt điểm vấn đề quyền sở hữu về các đảo đó. Thực vậy, ngư dân Campuchia thường qua lại các đảo và các mỏm đá thuộc chủ quyền của Nam Kỳ để tiếp tế nước ngọt và để ẩn náu khi thời tiết xấu. Cho đến năm 1935, ngư dân Campuchia vẫn đóng một phần thuế cho Campuchia. Tuy nhiên, do việc Nam Kỳ đặt các trạm thuế quan trên một số đảo và mức thuế lợi hơn nhiều so với tiền thuế do nhà đương cục Campuchia thu, nên dần dần họ từ chối không nộp thuế cho tỉnh Kampot và họ muốn nộp thuế cho Nam Kỳ. Tất nhiên, sự thay đổi đó làm thiệt hại cho ngân sách địa phương Kampot. Khâm sứ Campuchia liền đề nghị với thống đốc Nam Kỳ một tam ước vì lý do quy chế đặc biệt của các lãnh thổ đó là những lãnh thổ mặc dầu nằm trong vùng biển gần với Campuchia, nhưng về pháp luật lại thuộc chủ quyền của Nam Kỳ. Đối với tôi sẽ có ích nếu chấp nhận đối với vấn đề thu thuế các vùng đánh cá một tam ước, Monu Vivandi. Tính đến tình hình thực tế hơn là tình hình pháp luật, thư của Khâm sứ Campuchia gửi toàn quyền Đông Dương viết, để giải quyết dứt điểm vấn đề thuế khóa, tỉnh trưởng Hà Tiên đề ra việc lấy tiêu chuẩn là nơi cư trú hợp pháp của thuộc dân. Người địa phương ghi tên và cư trú ở Nam Kỳ, đánh cá ở các vùng ven gần các đảo của Nam Kỳ sẽ chịu chế độ thuế áp dụng tại thuộc địa này. Trái lại, quy định đang thi hành ở Campuchia sẽ áp dụng đối với những người thuộc quốc tịch Campuchia và đóng thuế thân ở Campuchia. Tuy nhiên, chính quyền bảo hộ Campuchia từ chối đề nghị hợp lý đó lấy lý do là nơi cư trú hợp pháp của ngư dân trước đây khó xác định chính xác, vì ngư dân là nhóm cư dân sống bồng bềnh trên mặt nước. Những người chỉ có thể tìm đến chỗ họ bằng cách dùng cano đi đến những nơi họ đánh cá, và họ trước hết luôn tìm cách lẩn tránh các nhân viên thu thuế. Khâm sứ Campuchia gợi ý một giải pháp khác ấn định một ranh giới gần như song song với bờ biển, cách bờ biển 5 km. Phía trong đường phân định này, các vùng đánh cá sẽ được đặt dưới quy định của Campuchia. Phía ngoài đường phân định chúng sẽ chịu các khoản thuế áp dụng ở Nam Kỳ. Cần lưu ý là nếu kiến nghị này được chấp nhận, các đảo Phú Dự, Tiên Mới và đảo Dừa sẽ nằm trong lãnh hải của Campuchia và Campuchia, nước bảo hộ, sẽ được kiểm soát một phần lãnh thổ Nam Kỳ, xứ có chủ quyền đầy đủ. Tất nhiên nhà cầm quyền Nam Kỳ không muốn như vậy, nhưng vì cho rằng giải pháp này sẽ gây ra những trở ngại đáng kể, Khâm sứ Campuchia kết luận là nên giữ nguyên trạng và đề nghị thống đốc Nam Kỳ đồng ý. Do đó, nhà cầm quyền Campuchia có thể tiếp tục như trước đây thu thuế của một số ngư dân Campuchia sống trên các đảo của Nam Kỳ gần bán đảo Dái Ẩm và bờ biển Campuchia. Bằng bức thư N độ 13.124 ngày 8 tháng 12 năm 1936, thống đốc Nam Kỳ cho biết là ông đồng ý với quan điểm của Khâm sứ Campuchia về việc nên duy trì nguyên trạng, với điều kiện là chính quyền bảo hộ của Campuchia phải: 1. Nhân danh nước bảo hộ, đồng ý là các đảo có liên quan được nêu tên cụ thể là thuộc chủ quyền Nam Kỳ. 2. Quyết định các khoản thuế đang thu hiện nay không vì lý do gì sẽ có thể mở rộng sang các đảo khác. 3. Quyết định rằng khoản bồi hoàn nguyên tắc $100 mỗi năm sẽ được tỉnh Kampot trả cho tỉnh Hà Tiên. Toàn quyền Đông Dương Brévié vạch ranh giới kiểm soát hành chính trên Vịnh Thái Lan. Sau đó, chính phủ bảo hộ Campuchia cho rằng phải đưa tranh chấp này lên người đứng đầu chính quyền thuộc địa Pháp ở toàn cõi Đông Dương để tranh thủ, lợi dụng thời điểm bổ nhiệm toàn quyền Đông Dương mới là Brévié mà tên tuổi gắn liền với lịch sử các quan hệ trên biển giữa Campuchia và Việt Nam. Như vậy, Khâm sứ Pháp ở Campuchia đã đặt vấn đề chuyển giao một số đảo từ trước đến năm 1937 thuộc Nam Kỳ sang cho Campuchia. Theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 20 tháng 9 năm 1915, mọi sự chuyển dịch lãnh thổ giữa các xứ trong Đông Dương thuộc Pháp được thực hiện bằng một nghị định của toàn quyền Đông Dương, được Hội đồng Chính phủ Đông Dương thông qua sau khi có ý kiến của Hội đồng Bảo hộ, Hội đồng thuộc địa. Các nghị định đó chỉ có hiệu lực khi được các bộ trưởng thuộc địa chuẩn y. Chấp hành quy định đó, toàn quyền Đông Dương Brévié đã gửi cho Khâm sứ Pháp ở Campuchia và Thống đốc Nam Kỳ bản dự thảo nghị định vạch một đường xuất phát từ biên giới đất liền giữa Campuchia và Nam Kỳ, chạy ra biển vòng qua Bắc đảo Phú Quốc cách các điểm nhô ra nhất của bờ Bắc đảo Phú Quốc 3 km, coi đó là đường biên giới giữa hai bên. Các đảo phía Bắc đường này được sát nhập vào Campuchia, các đảo phía Nam đường này tiếp tục thuộc Nam Kỳ. Hội đồng Bảo hộ Campuchia đã đồng ý với dự thảo, nhưng Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ trong phiên họp ngày 26 tháng 1 năm 1938 đã không đồng ý với dự thảo và đề nghị, xét về cả ba mặt lịch sử, chính trị và dân tộc, các đảo đó cần được tiếp tục thuộc Nam Kỳ. Trước tình hình đó, toàn quyền Đông Dương không ra nghị định về chuyển dịch lãnh thổ giữa hai xứ mà dùng một hình thức thấp hơn hẳn là gửi một bức thư ngày 31 tháng 1 năm 1939 cho Thống đốc Nam Kỳ vạch một đường gập với kinh tuyến Bắc tạo thành một góc 140 độ. Đường đó vòng qua phía Bắc đảo Phú Quốc cách các điểm nhô ra nhất của bờ phía Bắc đảo Phú Quốc 3 km. Trong thư không nói rõ đường đó chấm dứt ở đâu. Tất cả các đảo ở phía Bắc con đường này từ nay sẽ do Campuchia quản lý. Tất cả các đảo phía Nam con đường này, kể cả toàn bộ đảo Phú Quốc sẽ tiếp tục do Nam Kỳ quản lý. Trong thư này toàn quyền Đông Dương dùng hai từ khác nhau, đối với Campuchia là từ nay, còn đối với Nam Kỳ là tiếp tục. Bức thư nói rõ, đương nhiên là ở đây chỉ đề cập đến vấn đề hành chính và cảnh sát, còn vấn đề quy thuộc lãnh thổ của các đảo này hoàn toàn được bảo lưu. Bức thư này được đồng gửi cho Khâm sứ Pháp ở Campuchia. Ông này cho đăng bức thư trong công báo Campuchia trong mục thông tư, nên về sau mới có người lầm lẫn gọi là thông tư Brévié. Campuchia cắt xén nội dung bức thư của toàn quyền Đông Dương Brévié làm phức tạp thêm tranh chấp. Đáng lưu ý là khi đăng bức thư này, Khâm sứ Campuchia đã cắt bỏ một đoạn nội dung của bức thư khẳng định việc hoàn toàn bảo lưu vấn đề quy thuộc lãnh thổ. Thống đốc Nam Kỳ đã không cho đăng bức thư của toàn quyền Đông Dương Brévié trong công báo. Vì bức thư không được đăng trong công báo Đông Dương và công báo Nam Kỳ, bản được đăng ở công báo Campuchia lại không theo đúng nguyên bản nên cho đến nay cả ta và Campuchia đều chưa tìm thấy sơ đồ của đường Brévié đính kèm theo bức thư của toàn quyền Đông Dương. Cũng vì vậy hiện nay có nhiều cách thể hiện về đường Brévié. Ví dụ, trong luận án tiến sĩ của Sarin Chak, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia thời Sihanouk, đường Brévié được thể hiện không phải là một đường liên tục mà là một đường đứt đoạn với bốn đoạn cách nhau khá xa. Bộ Tư lệnh Hải quân của Việt Nam Cộng Hòa khi công bố đường ranh giới tuần tiễu trên biển đã thể hiện đường Brévié chấm dứt ngay ở Đông Bắc Phú Quốc. Tiến sĩ Margie Valencia thuộc Trung tâm Đông Tây của Hoa Kỳ trong một cuốn sách xuất bản năm 1985 đã thể hiện đường Brévié theo các đoạn thẳng, cách các điểm nhô ra nhất của đảo Phú Quốc 3 km. Đây cũng là cách mà Nicolas Prescott, giáo sư người Australia thể hiện trong một cuốn sách xuất bản năm 1981. Cách thứ tư là cách vẽ của chính quyền Pol Pot khi công bố bản đồ nước Campuchia tháng 8 năm 1977. Đây là cách thể hiện xa rời câu chữ của bức thư Brévié nhất. Trong thư viết đường Brévié vòng qua Bắc đảo Phú Quốc, cách điểm nhô ra nhất của bờ Bắc đảo Phú Quốc 3 km thì sơ đồ này đã thể hiện đường Brévié vòng từ phía Bắc đảo rồi trở lại về phía Đông Nam đảo theo một đường liên tục, điểm nào cũng cách bờ biển Phú Quốc 3 km. Tóm lược lại tranh chấp chủ quyền các đảo trong Vịnh Thái Lan giữa Campuchia và Việt Nam. Lược lại những dấu mốc diễn biến chính của vấn đề biên giới trên biển và chủ quyền đối với các đảo trên Vịnh Thái Lan giữa Campuchia và Việt Nam có thể thấy, tình trạng tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Campuchia trong lịch sử là rất phức tạp. Giai đoạn trước năm 1939 là giai đoạn có nhiều tranh chấp phức tạp nhất về chủ quyền, các quyền và lợi ích giữa hai nước đối với các đảo và vùng biển có liên quan. Ngay cả khi thực dân Pháp sau khi đã thiết lập xong chính quyền thuộc địa ở Nam Kỳ và chính quyền bảo hộ ở Campuchia cũng phải tìm cách xác định về mặt giới hạn địa lý và quản lý hành chính giữa hai bên bằng những hiệp ước, nghị định, quyết định. Năm 1858, Pháp bắt đầu đánh chiếm Việt Nam. Việt Nam thua trận phải ký hiệp ước nhường cho Pháp 6 tỉnh Nam Kỳ, trong đó có Hà Tiên và các đảo thuộc tỉnh này. Trong một thời gian dài, từ thế kỷ 18, 1715, đến tận đầu thế kỷ 20, 1913, vấn đề chủ quyền các đảo trong Vịnh Thái Lan đã không hề được nêu ra cho đến khi người Pháp đến. Các đảo đó từ trước đã thuộc sở hữu của Vương quốc An Nam và chúng được chuyển giao cho nhà cầm quyền Pháp căn cứ vào hiệp ước giữa triều đình nhà Nguyễn của Việt Nam với nước Pháp ký ngày 15 tháng 3 năm 1874. Bằng các nghị định ký ngày 25 tháng 5 năm 1874 và 16 tháng 6 năm 1875, thực dân Pháp đã đặt các đảo dưới quyền cai trị của Hà Tiên. Mãi đến năm 1913, khi đặt vấn đề xung quanh việc xin đặt nhượng và thu thuế các ngư dân trong vùng, năm 1936 đến năm 1937, vấn đề quy thuộc quyền quản lý các đảo mới được đặt ra. Đến năm 1939, toàn quyền Pháp tại Đông Dương vạch ra đường Brévié phân chia khu vực quản lý hành chính và cảnh sát giữa hai nước trên Vịnh Thái Lan. Như vậy có thể thấy rằng, từ thế kỷ 18 đến năm 1939, toàn bộ các đảo giữa Việt Nam và Campuchia đều thuộc chủ quyền Việt Nam. Chỉ từ sau năm 1939 theo quyết định của toàn quyền Pháp tại Đông Dương, Campuchia mới được phân công quản lý hành chính các đảo phía bắc đường Brévié chứ không đặt vấn đề quy thuộc lãnh thổ, nói cách khác là bảo lưu tình trạng quy thuộc lãnh thổ đã có trước đó. 3. Vấn đề vùng nước lịch sử. Campuchia cắt quân đánh chiếm các đảo, Khmer Đỏ xâm lược Thủ Chu. Đến năm 1956, Campuchia đưa quân ra chiếm đảo Phú Dự, chiếm đóng đảo Bắc Hải Tặc năm 1958 và đảo Oai năm 1966. Trong năm 1972, chính quyền London ra sắc lệnh về ranh giới thềm lục địa số 439 đến 72 PAK ngày 1 tháng 7 năm 1972 và sắc lệnh quy định hệ thống đường cơ sở và lãnh hải Campuchia số 518-721 rupee Pakistan ngày 12 tháng 8 năm 1972 quy thuộc các đảo Phú Quốc và Thủ Chu của Việt Nam vào lãnh thổ Campuchia. Năm 1976, chính quyền Pol Pot đòi lấy đường Brévié làm đường biên giới biển giữa hai nước vì theo họ, đường này đã được sử dụng như đường biên giới trong gần 40 năm qua. Đồng thời, Khmer Đỏ đã tiến hành hàng loạt cuộc thảm sát tàn khốc đối với dân cư Việt Nam sinh sống trên các đảo này. Ngày 10 tháng 5 năm 1975, quân Khmer Đỏ đánh chiếm đảo Thổ Chu, bắt và sát hại toàn bộ hơn 500 cư dân Việt Nam, biến Thổ Chu thành hòn đảo chết. Sự kiện đó là đỉnh điểm của những hành động xuất phát từ ảo tưởng chủ quyền và bản chất tàn bạo của chế độ diệt chủng Pol Pot. Tuy nhiên, không lâu sau đó Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đánh đuổi quân Khmer Đỏ, giải phóng đảo Thủ Chu vào ngày 24 tháng 5 năm 1975. Ngày 31 tháng 7 năm 1982, Campuchia đã ra tuyên bố hệ thống đường cơ sở thẳng bao gồm cả các đảo nằm xa bờ như đảo Oai. Hiệp định vùng nước lịch sử là một điều ước quốc tế có giá trị pháp lý. Năm 1982, Việt Nam và Campuchia ký hiệp định về vùng nước lịch sử giữa hai nước, trong đó thỏa thuận lấy đường Brévié được vạch ra năm 1939 làm đường phân chia các đảo trong khu vực này và sẽ thương lượng vào thời gian thích hợp để vạch định đường biên giới biển giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên hai nước thừa nhận chủ quyền của các bên đối với các đảo giữa hai nước. Hiệp định này đã nâng đường Brévié từ ranh giới quản lý hành chính và cảnh sát thành đường phân chia chủ quyền đảo giữa hai nước nhưng cũng xác nhận giữa hai nước chưa có đường biên giới biển. Nội dung cơ bản của hiệp định vùng nước lịch sử là: thứ nhất, vùng nước nằm bên trong bờ biển tỉnh Kiên Giang, đảo Phú Quốc đến đảo Thổ Chu của Việt Nam và bờ biển Kampot đến đảo Polo Oai của Campuchia là vùng nước lịch sử theo chế độ nội thủy. Thứ hai, hai bên lấy đường Brévié vạch ra năm 1939 làm đường phân chia đảo trong khu vực này. Thứ ba, việc tuần tiễu, kiểm soát trong vùng nước lịch sử này do cả hai bên cùng tiến hành. Thứ tư, việc đánh bắt hải sản của nhân dân địa phương trong vùng này vẫn tiếp tục theo tập quán làm ăn từ trước đến nay. Đối với việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên trong khu vực này, hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận. Về phương diện pháp lý, hiệp định này đã đáp ứng đủ các điều kiện cần và đủ của một điều ước quốc tế vì đây là kết quả của sự thỏa thuận giữa hai nhà nước của hai quốc gia có chủ quyền, đáp ứng đầy đủ nguyên tắc thỏa thuận, thể hiện đầy đủ ý chí của đôi bên, không có sự áp đặt, bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế, phù hợp với những quy định hiện hành của luật pháp quốc tế. Hiệp định này được ký kết bởi người đại diện có thẩm quyền của hai nhà nước là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và được phê chuẩn bởi cơ quan quyền lực cao nhất của hai nhà nước. Về những nội dung cụ thể của hiệp định đều là kết quả của sự vận dụng các nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế đã được thừa nhận, áp dụng một cách rộng rãi trong quan hệ quốc tế. Hiệp định vùng nước lịch sử có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung và tạo sự ổn định, hòa bình và phát triển của vùng biển Tây Nam nói riêng. Đặc biệt là việc nâng đường Brévié được vạch ra năm 1939 từ phân định ranh giới quản lý hành chính và cảnh sát lên thành đường phân chia chủ quyền các đảo là một sự vận dụng đúng đắn các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, có sự kết hợp một cách khách quan, cầu thị và đặc biệt là xuất phát từ thiện chí của người Việt Nam, một dân tộc đã từng không tiếc máu xương của biết bao thế hệ để vun đắp và giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Thực hiện các nội dung của hiệp định vùng nước lịch sử, công tác tuần tra kiểm soát tại vùng nước lịch sử được các lực lượng giữa hai nước phối hợp thực hiện, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, thực hiện hiệp định về vùng đất lịch sử của hai nước Việt Nam và Campuchia ký ngày 7 tháng 7 năm 1982 cũng như trên cơ sở thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước Campuchia và Việt Nam ký ngày 22 tháng 8 năm 2002 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 14 tháng 9 năm 2002 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia đã ký quy chế phối hợp tuần tra chung và lập thông tin liên lạc giữa hai nước. Theo quy chế này, Hải quân hai nước mỗi năm sẽ tổ chức 4 chuyến tuần tra chung và 2 hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung ở mỗi bên. Cho đến nay, hai bên đã tổ chức được 30 chuyến tuần tra và 14 lần tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuần tra chung. Việc phối hợp giữa vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia với các cơ quan chức năng của hai nước ngày càng được củng cố và phát triển trên tinh thần đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau. Những kết quả đó đã tạo thêm thế và lực trong giải quyết mối quan hệ, chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc của mỗi nước, đồng thời thúc đẩy xu hướng hòa bình, ổn định hợp tác, ngăn ngừa đẩy lùi nguy cơ xung đột, chiến tranh trên các vùng biển. Từ đó đảm bảo cho các hoạt động kinh tế phát triển, tránh được các vi phạm pháp luật của các phần tử xấu. Tất cả những gì mà tôi đã tóm được nói trên có lẽ cũng đã phần nào giúp bạn đọc tư lý giải lý do cũng như nội hàm lời phát biểu của Thủ tướng Campuchia Hun Sen trước bờ các nước này hôm 24 tháng 7 rằng ở thời điểm đó, họ đã bỏ rơi đảo Cao Hát Chan, tức đảo Phú Quốc của Việt Nam và Campuchia Krom, tức bề Khmer ở Nam Bộ, Việt Nam cho Việt Nam. Tôi không thể đòi lại được, thiết nghĩ, xuất phát từ truyền thống của một dân tộc đầy lòng vị tha, bao dung. Chúng ta cũng nên cảm thông và chia sẻ những gì mà Thủ tướng Hun Sen đang phải đối mặt trong tình hình chính trị rối ren của đất nước Chùa Tháp hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng mong rằng Thủ tướng Hun Sen có đủ bản lĩnh của một chính khách dày dạn kinh nghiệm để vượt qua thử thách này mà không cần phải sử dụng đến con dao hai lưỡi. Cái lưỡi, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phản động đang được các thế lực đối lập trong và ngoài Campuchia cố tình cắt ghép và tìm cách dúi vào tay những người Campuchia hiền lành nhưng thiếu thông tin, hiểu biết về biên giới lãnh thổ cũng như quy trình đàm phán, phân giới cắm mốc để kích động dân chúng tự tàn sát nhau vì những động cơ chính trị đen tối.